vợ ở sau lưng. Trời ơi, giờ này mà anh còn ngủ được hả? Sáng giờ có chỉ mình tôi quay cuồng với cơm nước, giặt giũ. Chẳng hiểu tôi có chồng hay là không đây nữa. Biết thế ngày xưa mình ở vậy còn sướng hơn. Anh đi làm đi. Chủ nhật mà anh cũng đi làm hả? Ừ, có việc đột xuất nên phải đến công ty ngay. Anh đừng có lấy cớ, ngày nghỉ nào cũng tìm cách ra ngoài, chả giúp đỡ vợ con gì. Đột xuất gì mà đột xuất hoài vậy? Ơ, em làm sao đấy? Anh có việc thật chứ sao? Vâng, lúc nào anh chả có lý do chính đáng. Tùy em, muốn nghỉ gì thì nghỉ. Mà hôm nay anh cũng về muộn chút, em và con cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ. Anh muốn đi đâu thì đi đi, tôi cũng chẳng cấm cản nổi rồi. Ơ, không thể chịu nổi, thật không còn coi mình là gì nữa rồi. Mới có mấy năm mà giờ khác quá. Ngày ấy khoác lên người chiếc váy cưới hân hoan là thế, đâu có tưởng tượng ra hôn nhân lại buồn tẻ như thế này. Chẳng phải đó là xe của chồng mình hay sao? Nhiều khi anh thấy buồn lắm mà chẳng biết làm thế nào. Chả biết em thế nào, chứ vợ anh hay tương cho mấy câu sốc ốc lắm. Mỗi lần vợ nói như vậy chỉ muốn nhanh ra khỏi nhà. Vẫn biết như vậy vợ chả ưa, nhưng mình cũng không chịu được. Thực ra anh cứ phức tạp, chứ phụ nữ chúng em cũng đơn giản lắm. Chỉ cần đàn ông các anh tâm lý chút là cục diện khác liền à. Hóa ra việc đột xuất của anh là đây hả? Chịu thôi, kiểu nào cũng khó chịu. Em à, anh đang tính chuyển sang công ty mới gần chỗ em làm. Lương thấp hơn chút, nhưng có cơ hội thăng tiến. Mà quan trọng là... Anh có giữ hơi không đấy? Ai lại làm thế? Đẻ thêm đứa nữa, lấy gì mà đổ vào miệng? Hay là anh đừng có mà nói là bị công ty đuổi việc đấy nhé. Không thể chấp nhận được. Đi với gái kể chuyện nói xấu vợ thế này. Vợ anh mang thai đứa đầu vất vả lắm. Nên nghĩ có đứa thứ hai tìm được chỗ làm gần vợ, tiện chăm sóc luôn. Mà cô ấy chưa nghe nói hết câu đã xối cho một trận, nên thôi dừng kế hoạch. Đấy, chính là vì anh đã không chịu nói hết nhẽ với vợ. Anh đã bảo phụ nữ các em kiểu gì cũng nói được mà, không lãng mạn thì kêu nhàm chán, mà lãng mạn thì toàn ném cho mấy câu khiến cục hứng hết. Hoa anh tặng em. Hôm nay trở trời hả? Sao tự dưng anh lại mua hoa tặng vợ? Ờ thì anh thích. Tặng em vì em cho anh được làm bố của các con anh. Vẽ chuyện mà hay làm gì có lỗi với vợ hả? Sao đừng có thế nữa, còn bao nhiêu thứ phải lo, phí tiền. Thực ra cũng thương vợ. Từ sau khi có con, tính tình trở nên khác đi, hay nghĩ ngợi, dễ cáu bẳng. Dần dần mình cũng ngại nói những lời ngọt ngào với vợ. Chẳng hiểu sao giờ nói những lời ấy cứ thấy sến sẩm, ngượng ngượng sao á. Anh nghĩ thế càng không được. Thực ra khi con cái lớn hơn một chút, mọi lo toan cũng giãn dần, nên phụ nữ chúng em lại rất cần những giây phút quan tâm của chồng. Thật à, em có vẻ kinh nghiệm nhỉ? Chứ sao nữa? Toàn nói chuyện vợ, không hiểu hai người này. Thật may, đợt vừa rồi mà không có anh giúp thì không biết chồng em sẽ thế nào. Em biết anh cũng bận, nhưng không thể chỉ cảm ơn qua điện thoại được, nên phải gặp anh bằng được thế này. Nhất định chồng em khỏe hẳn, sẽ mời gia đình anh cùng tổ chức buổi đi chơi cho vui mới được. Thì ra họ chỉ là bạn. Mình thật là lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu cho chồng. Ok, nhất định rồi. Anh phải về nói khéo với vợ mới được. Cô ấy là chúa tiết kiệm, không muốn vẽ vời gì đâu. Công nhận, phụ nữ chúng em cũng phải rút kinh nghiệm. Mình mới là người vô tâm. Những toan tính nhỏ nhặt đàn bà của mình đã vô tình biến chồng thành người đàn ông khô khan. Thế mà có lúc mình lại sao lòng với người đàn ông khác. Mình chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà không biết rằng chính mình đã dập tắt ngọn lửa yêu thương lãng mạn trong chồng. Anh về rồi đấy à? Ờ, các con đi đâu hết rồi em? Chiều nay ông bà sang chơi rồi đón sang bên đấy luôn rồi anh à. Lát mình ăn xong sang đón con về. Hôm nay vợ hơi khác nha. Này, liệu em có làm gì có lỗi với anh không? Có lỗi cái đầu anh ấy.
Chẳng phải ngày xưa anh cứ mua gì về tặng em là em đều nói thế sao? Hôm nay em xem lại hình cưới mà chợt nhớ hồi đầu của chúng ta quá. Bao lâu nay em toàn ca tháng kêu ca phàn nàn anh mà không chịu lắng nghe anh. Em đã khiến tình cảm vợ chồng mình có quá nhiều vị mặn mà thiếu đi các gia vị khác. Đúng rồi đó, thảo nào dạo này nhà mình hết mắm muối liên tục, còn đường với mì chính ăn mãi chẳng hết, em nhỉ? Từ hôm nay em quyết định rồi, em sẽ thay đổi. Em mong mình sẽ luôn thấu hiểu nhau, dành thời gian cho nhau, thỉnh thoảng đi đâu cùng nhau, được không anh? Thật ra cũng do từ anh nhận mình cũng là một người chồng tệ, chưa biết chia sẻ cùng em nhiều việc, để em phải vất vả quay cuồng với nhiều thứ nên mới tạo ra một bà chằng như thế. Vẫn tranh thủ nói xấu vợ hả? Dù bà chằng hay nàng tiên thì vẫn là vợ anh mà. Tới đây mình đi du lịch nhé, anh hẹn với vợ chồng thằng Minh rồi. Em đợi câu này lâu lắm rồi đó. Vẻ ngoài lộng lẫy. Cô ấy đẹp quá, trông cô ấy thật kiều diễm. Mình đoán là nhà cô ấy rất quyền quý. Trông mình vừa xinh đẹp, dáng dấp lại kiêu sa, đài cát. Giá mà có nhiều tiền mua đồ hàng hiệu, nữ trang đắt tiền nữa, thì nhất định không có cô gái nào trong thành phố này sánh nổi với mình. Đáng tiếc là mình chẳng lấy gì làm giàu có. Xinh đẹp như mình, đáng ra phải ở trong một gia đình quý tộc, giàu có mới đúng chứ. Cuộc đời thật bất công. Sao cơ, cưới cậu sao? Vậy à, ừ, nhất định mình sẽ tới. Ừ, hẹn gặp lại cậu nhé. Làm sao bây giờ, Julia mời cưới. Cô ấy là con gái của thị trưởng, nhà giàu như thế. Hẳn hôm đó mời đến toàn những người sang trọng, quý tộc. Mình biết ăn bận thế nào đến đó đây. Thôi, cái này chắc cũng tạm tạm. Cũng may là mình dành dụm được mấy tháng lương để mua nó. Ôi, thế còn nữ trang, mình biết đeo cái gì bây giờ? Những thứ này toàn đồ rẻ tiền, đến đó toàn giới thượng lưu, người ta sẽ coi thường mình quê mùa. Làm sao bây giờ chứ? À, chị em ba bạn mình rất giàu mà. Hay là mình đến đó mượn nữ trang của chị ấy? Ôi, nhìn bộ sưu tập nữ trang của chị mà em hoa cả mắt, chúng tuyệt quá. Em cứ lựa bất cứ thứ gì mà em thích. Chị em ba, chị có thể cho em mượn cái dây chuyền này được không? Được chứ, em cầm lấy đi. Ôi, em cảm ơn chị nhiều lắm chị em ba. Đúng là ở đây chẳng ai xinh đẹp, lộng lẫy được như mình. Chào quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô khiêu vũ cùng tôi được không? Ừ, được thôi. Ê, bữa tiệc mới tuyệt vời làm sao. Lần đầu tiên mình được đến một bữa tiệc sang trọng như thế. Ôi, chuỗi kim cương đâu mất rồi? Chẳng lẽ rơi ở tiệc cưới rồi sao? Không thể nào, mình phải đi tìm nó ngay. Chuỗi kim cương không thấy đâu cả. Làm sao bây giờ? Nó phải đáng giá mấy chục ngàn đô. Chị em ba sẽ giết mình mất. Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Chị em ba, em thật sự xin lỗi. Đây là số tiền mà em đã đi vay mượn khắp nơi, cũng như bán chiếc xe của mình. Chị cho em được trả trước. Em biết là chừng này chỉ được một phần nhỏ chuỗi kim cương đã mất. Phần còn lại em xin chị cho em được trả dần về sau. Mong chị tha lỗi cho em. Lisa, không sao đâu mà. Nó không phải là kim cương. Nó chỉ là một loại đá lấp lánh thôi em. Emma, chị nói gì cơ? Sao chị giàu có như chị mà cũng dùng loại trang sức rẻ tiền ấy à? Sao lại không chứ?
Sao em lại quá quan trọng như thế nhỉ? Chẳng lẽ hôm nọ, nếu em biết cái này là đồ giả, em sẽ không mượn nữa sao? Người ta chẳng yêu quý hay tôn trọng ai đó hơn những thứ người đó khoác lên mình đâu. Lisa, em hãy cứ là chính mình, là em cũng rất đẹp rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.